Vâng, em tiếp tục là qua bộ rễ bao cho các bác cùng chim ngưỡng. Bác nào chốt thì alo cho em. Có mã model là B260C230, nó là dòng một bộ nha các bác. Về cơ bản bộ rễ bao này nó chạy 8 sò Hitachi, dòng sò nổi tiếng ở được tích hợp bên trong của những âm ly huyền thoại, đó là Lukman 68A. Dòng sò này nó cho chúng ta là chạy được mạch class A và class AB qua hai núm chỉnh như thế này. Đấy. Dòng này bộ này dòng công suất lớn, 8 sò sắt nha các bác, 8 sò sắt Hitachi. Dòng sò Rika cho chất tiếng rất là sáng, ngọt ngào, nhẹ nhàng. Đấy, mạch class A nha các bác. Đấy, class A. Chúng ta có thấy qua màn hình như thế này. Rề bao thì cũng chúng ta biết rồi, rất là khủng. Chuyên kéo những dòng loa khó tính cao cấp bắt 40 đô lại. Các bác nào có dòng loa khó tính thì có thể sử dụng những cái bộ rề bao cao cấp như thế này. Các bác lưu ý đây là những phẩm hàng bãi về tuyển chọn bên em. Thì giá là bộ này là 37 triệu, bác nào có nhu cầu thì cứ alo. Có cấu hình là 3 cấp độ loa nét nha. Đấy, 1, 2, 3. Đấy, rất là tiện cho anh em chơi nên nó không kén loa ở chỗ đó. Các bác nào loa khó tính quá thì có chuyển qua cấp độ 3, hoặc là bình thường thì các bác sẽ để combo 1, có bác thì không cần loa nét luôn. Tiếng rất là hay, chỉnh bass chép và nhiều chế độ vân vân. Ba lăng, volume, hai đồng hồ vu. Chút nữa em sẽ mở ruột gan cho các bác xem. Thì cơ bản nó là ốp gỗ màu nâu nha các bác, màu nâu rất đẹp. Đẹp xuất sắc hết nha. Thì các bác thấy chim ngưỡng vĩ đẹp của rề bên trên. Rề. Bao, bao là đẩy. Một nồi vàng vuông. Đây. Gỗ. Sau đây em sẽ bê hai con ra để các bác cùng xem cho rõ ràng hơn. Đây, con rề là phía bên phải nha, con rề con bao là ở phía bên trái. Rề thì nó chức năng là trọng âm thanh, chỉnh âm sắc cho chúng ta nghe. Là đường kết nối nha, bốn đường kết nối, đây cũng đường kết nối luôn. Hay là hai đường input ra, đường tín hiệu ra xuống cái bao á, hay là đường nguồn. Bộ này series rề là 095, đuôi 095. Và em xem cái bao nha. Đây là cái bao có series là 834, 834, điện 100V. Những bộ này nó có, chúng ta có thể chuyển cầu điện ở bên trong của sản phẩm nha. Nó sản xuất tích hợp luôn là chuyển cầu điện cho rất nhiều thị trường. Nhưng điện ở từ Nhật về là điện 100V nha các bác. Còn các bác muốn chuyển điện 220 thì các bác tháo ra bên trong và có chuyển cầu bên trong nha. Đây, rất là mới, các bác thấy độ đẹp của sản phẩm nha. Đấy. Và sau đây em sẽ mở ruột gan các bác cùng xem. Vâng, thì sau đây em sẽ mở ruột gan cho con bộ rề bao B260C230 cho các bác cùng xem. Đây là những sản phẩm hàng bãi nên các bác thấy cái độ đẹp của nó nha. Đấy, đây là cái nóc của nó này. Những cái dòng này nó nghi hay hơn con I305 nha. Giá thị trường nó thì tùy chỗ bán, có bán chỗ bán 40, 38 vân vân. Em về giao lưu với các bác với giá cân đối nhất là 37 triệu em đã báo đầu clip nha. Đấy, có thấy đồ đẹp mèo bằng gold nha. Tại sao người ta làm rề bao? Tại vì nó cấu hình nó lớn, công suất lớn. Nếu làm một gạp thành một âm ly thì nó rất là nặng, để bê di chuyển nó khó. Nên hãng người ta làm ra một cái bao riêng, cái đẩy riêng và cái rề riêng. Độ chống nhiễu nó sẽ cao hơn là cái âm ly, nếu mà tích hợp thành một âm ly nó sẽ chặt chội và nó quá là dày đẹp, nó sẽ ra hiện tượng là nhiễu. Và sau đây em sẽ mở cho các bác cùng xem nha. Đây thì em đã mở ruột gan cho các bác cùng xem. Trước tiên chúng ta xem tới cái rề. Cái dòng rề 230 này thì chắc âm nó tuyệt vời rồi hai rồi. Đây các bác thấy cái độ đẹp của mạch nha. Đây là cái tăng phô này. Đây là phần nguồn cấp. Đây là phần đẩy âm thanh xuống rề. Đấy. Là phần âm thanh, nói chung là tất cả nguyên bản, mình không có thể rành và để nói hết những cái bộ phận bên trong như thế này thì em mình cũng không có rành lắm đâu, tôi yếu là không có thể nào mà biết hết được những sẵn linh kiện bên trong của sản phẩm này, chủ yếu là đồ đẹp và hàng chất bãi. Các bác thấy đồ đẹp của sản phẩm nha. Đây thì mình chúng ta đến con bao. Con bao thì sở hữu hai cái tổ lọc nguồn. Dòng này là dòng mà nó đời lớn rồi, đời cao cấp rồi, chạy tụ 4 Pro Audio của Enla 40.000 mi 71V, hai tụ cực kỳ to hơn cái Long Bia nha,
tới cái lon sữa bò, các bác thấy cái bàn tem này nó bằng luôn nha. Đặc biệt của nó là tại dòng này bộ cái bề bao này nó chạy là class A nha các bác, class A và có thể chạy thuần class AB. Chúng ta chỉ cần qua một nấm chỉnh như thế này khi chúng mà nghe ban đêm hoặc đánh lỗ tăng noi thì chạy class A thì rất là tuyệt vời, tiếng rất là hay, ngọt ngào. Chạy class A thì bắt buộc thì các bác biết dòng này nó sẽ cho chạy sò Rika của hãng Hitachi, mà các bác thường bắt gặp cái dòng sò này nó ở trên cái con L68A. Này L68A thì dòng sò này cho ra chất tiếng rất là ngọt, nhẹ nhàng. Không có chói, đấy, sò Hitachi nha, Hitachi Rika. Cái dòng sò này nó ra tiếng hay, thứ nhất tiếng hay và rất là quý nha, mà nó cũng rất là đắt nha. Một cặp sò như thế này giá 1 triệu nha các bác. Nếu mà mua thị trường á không rỉ đâu. Nó đắt hơn Toshiba gấp mấy lần nha. Đây các bác thấy Hitachi nha. Rika. Nó nằm bên trong. À, Rika Hitachi. Mỗi bên là 4 con nha. Class A cực kỳ khỏe, rally cho hai bên luôn nha. Rất là mới. Những dòng này nó chạy 4 nguồn điện, riêng nó là 100V. Ở đây cũng là cầu chiến điện nha. Con rề nó cũng chiến điện bên chỗ bên hông nha các bác, bên hông này. Từ Nhật về là điện 100V, còn các bác muốn xài điện nào thì các bác chuyển nha. Giá bộ này là 37 triệu, bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Thì sau đây là em tiếp tục quay tới sản phẩm khác. Đấy, rất là đẹp nha, tất cả nguyên zin nguyên bản nha. Các bác thấy sò này. Tục lục nguồn, trụ nguồn của nó này. Kỳ đẹp. Bộ là nghi hay hơn Y305. 305 không có cửa với bộ này nha các bác. 337 cũng nghi không qua bộ này luôn. Nhưng mà giá thị trường con này là ngang ngửa với 337. Mà rề bao các bác vừa nghi hay vừa bày đẹp, khủy. Thoải mái đánh những cặp loa 40, cặp loa khó tính. Rồi sau đây là em tiếp tục quay tiếp sản phẩm khác cho các bác xem.